chủ nhà trọ không trả tiền cọc, cô gái đăng video cầu cứu liền bị cộng đồng mạng quay xe vì lý do bất ngờ. Tất nhiên tôi vô tôi làm, tôi phải sơn, tôi phải sửa lại, tôi phải làm lại mới tôi mới làm ăn được. Trong cái đó cái nhà nó quá cũ đi. Nhưng mà điều thứ hai nữa là trong cái hợp đồng đó là không ghi rõ là khi đi rồi là sẽ phải trả nguyên hiện trường cũ, là tháo gạch, tháo tường ra. Nếu mà nói gì tôi đâu muốn để làm cái gì. Theo chia sẻ của chủ đoạn clip, vì đã hết hợp đồng thuê nhà nên chị muốn dọn đi. Nhưng chủ nhà tìm đủ mọi lý do để không trả lại tiền cọc. Do trước khi đến thuê, phòng trọ rất xấu nên chị có dán miếng lót sàn vân gỗ và dán tường. Nhưng cũng chính vì điều này mà chủ nhà không trả lại tiền cọc vì không còn nguyên trạng như ban đầu. Điều này khiến nhiều người thắc mắc và khó hiểu. Vì nhà đang xấu giờ thành đẹp thì phải tốt hơn chứ, sao lại bắt lột đi? Sau khi video được đăng tải đã nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Có người cho rằng họ bắt bóc đi là đúng rồi, cái sàn này mùa nóng sọc mùi nhựa lên, sợ lắm. Chưa kể lúc hết keo sẽ bong tróc nham nhở, chẳng lẽ chủ nhà lại đi bóc cho mình. Có ý kiến lại cho rằng chủ nhà này chắc đang muốn quỵt luôn tiền cọc nên mới làm khó người thuê nhà như vậy. Bạn nghĩ sao về trường hợp này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới cho mọi người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại!